Kính thưa quý vị, trong một bản tin trước, chúng tôi đã đưa tin về vụ việc một tài xế mặc quần áo công an lái ô tô tông liên tiếp 5 xe gắn máy trên đường Đỗ Xuân Hợp thuộc quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Và theo thông tin từ cơ quan chức năng thì tài xế này là đại úy Lê Ngọc Tú, 33 tuổi, phó đội trưởng đội trinh sát 3 phòng ngoại tuyến tức BA69 công an tỉnh Đồng Nai. Ngày 1 tháng 7, Công an quận 9 thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đại úy Lê Ngọc Tú là người đã lái ô tô biển số 60V9189 gây tai nạn vào đêm 30 tháng 6. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 30 tháng 6, đại úy Tú điều khiển ô tô lưu thông trên đường Đỗ Xuân Hợp hướng từ quận 2 ra xa lộ Hà Nội. Khi đến trước Ủy ban Nhân dân phường Phước Bình, quận 9 thì bất ngờ ô tô chạy lấn sang làn đường bên kia, đâm liên tiếp vào 5 xe máy chạy chiều ngược lại. Tai nạn làm 4 người bị thương, 5 xe máy bị hư hỏng. Sau tai nạn, đại úy Lê Ngọc Tú đã xuống thương lượng đền bù cho nạn nhân. Sau đó, đại úy Tú được mời về công an phường Phước Bình làm việc. Kính mời quý vị và các bạn truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.